cũng bảo là da đẹp thế, da em sao mà sao mà da đẹp thế, khỏe thế, bóng thế, ai cũng bảo thế. Đây chính là da mặt của em. Sau khi dùng melasma gần 2 lọ với lại dùng em vẫn chưa dùng hết cái lọ DNA huyết yến này đâu ạ. Dùng bao nhiêu ngày rồi ạ? Em không nhớ nhưng mà chắc chắc khoảng 20 ngày gì đấy ạ. Hai mươi Thì trước ngày. khi sử dụng ấy là da em bị bong tróc ghê lắm ạ, dùng melasma bị bong tróc ghê lắm chị ạ. Bị bong đầu lắm. Tại vì là trước đó thì da em đã bị nhiễm nhiều cái chất độc hại ấy. Vì trước đó thì em dùng Changara này, dùng kem trộn này, nói chung là dùng nhiều thứ để trị mụn ấy. Nên là cái da của mình nó không được khỏe. Lại đấy mẹ. Đó Vậy là sau thì khi dùng nói đi có nghĩa nói là như đi này ạ. Trước khi mà em dùng, em cũng dùng nhiều kem dưỡng rồi nhưng mà nó không được, nó không, có nghĩa là khi mà mình sử dụng ấy thì nó chỉ mượt lúc đấy thôi, nhưng sau khi mà hết, có nghĩa là em phải bôi cái kem dưỡng liên tục, nhưng khi chuyển sang cái DNA này, cái huyết yến này thì thực sự là da của em căng mà em chỉ cần bôi một lần một ngày thôi, nên đến hiện tại là em vẫn chưa hết, em cứ bôi một lần một ngày thôi, đấy là vào buổi tối. tiết Còn buổi sáng thì kiệm. em buổi sáng đi làm thì em chỉ bôi kem chống nắng melasma thôi, em chỉ dùng Kem mỗi chống sữa rửa nắng mặt, à buổi sáng kem chống không biết. hai em dùng mỗi hiện tại bây giờ này, sữa rửa mặt này và viên uống trắng da Night Beauty 2 viên một ngày, với lại kem huyết yến với lại kem chống nắng Night Beauty thôi, cũng không dùng gì cả, em cũng không dùng dưỡng gì cả đấy. Hiện tại da này, các bạn nhìn thấy da không? Em cảm nhận thế nào với làn da của mình bây giờ với trước kia? Nó khỏe hơn rất là nhiều chị ạ. Trước khi mà em sử dụng melasma thì cái da của em, như hôm trước mà em đã đưa cho chị Khương Huyền rồi ấy, là cái da của em nó không còn được, không không còn cấu trúc da chị ạ. Có nghĩa là không còn cấu trúc da mà nó đỏ, nó ửng. Tại vì là nó bị bong trong mà. Nhưng mà bây giờ khi mà em, cái hôm trước mà em có nói chuyện chị Huyền ấy và nói chuyện trong Zoom rồi thì em soi da hôm đấy luôn, trực tiếp luôn hôm đấy luôn, và da em đã khỏe và có cấu trúc da rồi ạ. Trông khỏe mạnh bình thường. Hiện tại thì Dạo này nhìn ai da gặp qua cũng bảo là da đẹp thế, da em sao mà da đẹp thế, khỏe thế, bóng thế. Ai cũng bảo thế. cái cảm giác khi mà được mọi người khen 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 thì như thế nào, mà trước Nói đây chung mình đã có làn da như thế mà bây giờ mình đi đâu cũng được mọi người khen thì em có cảm xúc gì không? em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc ạ. Mới lại em rất là biết ơn mọi người, rất là biết ơn công ty và biết ơn cái sản phẩm này mà các anh chị đã tạo ra một cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Tại vì là em đã phải mất đến hơn chục năm để em đi trị mụn. Nhưng mà hiện tại thì em không bị lên mụn nữa. Có nghĩa là hơn chục năm em lúc nào liên tục cũng phải đi trị mụn này, bôi hết lọ này đến lọ khác. Nhưng mà không bao giờ kiên trì, tại vì cái da của em rất là bị kích ứng ấy. Vì nó chỉ có, nó có khi là khi mà em bôi vào em mất khoảng 2-3 tháng thì em đỡ, sau đấy nó lại lên lại bình thường. Và nó lên nhiều mụn to và da mặt thì nhiều dầu, nhiều mụn và lỗ chân lông cũng to nữa. Nhưng bây giờ da căng mịn, trắng sáng đều màu và trông trông nó đẹp hơn ấy. Thì mình trẻ hơn với mình tự tin hơn khi giao tiếp. Trẻ hơn tự tin. Thế có bao giờ em nghĩ rằng là mình đã có bao giờ em đã nghĩ rằng trong suốt 10 năm đấy có bao giờ em nghĩ rằng là em có được cái làn da như bây giờ không? Em chưa dậy, có nghĩa là em đã từng ước, có nghĩa là có những bạn nhé, bạn ấy chỉ có vài cái mụn, em chỉ cần ước ước em đã từng ước là em chỉ cần được như da bạn đấy thôi, nhưng bây giờ là em được như thế này là em quá hạnh phúc luôn rồi chị ạ. Thế thì lại phải tìm những người như giống như mình để chia sẻ đúng không? Để chia sẻ để cho họ cũng được có được cái ước mơ hóa sự thật đúng không? Ước mơ hóa thực hiện cái giấc mơ của họ trở thành sự thật và họ có thể tự tin được như mình, họ có thể hạnh phúc, lấy lại cái sự hạnh phúc giống như mình. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi ạ. Tại vì là để mà chị được mụn khó lắm chị ạ. Em thực sự khó mà, em phải chịu đau bom mụn ấy. Bom mụn rất là đau luôn. Và sử dụng rất nhiều sản phẩm, nhưng mà mình cũng bỏ rất nhiều tiền, nhưng mà không biết là hiệu quả như thế nào ấy. Nên thực sự là gặp Night Beauty là đúng là quá xuất sắc chị Chân ạ. ái đúng
không? Night Beauty, Made Asma và kem chống nắng đúng không? Vâng, bây giờ Đặc em không biệt. thể dùng được kem chống nắng khác. Tại vì là chỉ cần dùng cái kem chống nắng Night Beauty không lên tông này, mình cũng rất là tự tin rồi. Mọi người cứ nghĩ là em bôi kem chống nắng, nhưng thực ra em có bôi gì đâu. Mỗi cái kem chống nắng Night Beauty thì nó không lên màu mà. Thì mình nói chung là có khi không cần phải đánh son, chỉ cần bôi mỗi kem chống nắng Night Beauty thế là rất là tự tin rồi. Ừ, tự tin đúng không? Mặt mộc tự tin tỏa sáng đúng không? Không mất quá nhiều Vâng, thời gian đúng hiện tại đây cũng là mặt mộc luôn chị ạ, tại vì em cũng chưa mới sửa sữa mặt chứ chưa bôi gì hết. không? À, thế năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Năm Dạ nay em năm nay em hơn 30 ạ, hơn 30 tí. hành trình là 10 năm đi tìm lại đúng không? Quá tuyệt Phải hơn vời. 10 năm chị ạ, tại vì em bị từ cấp 3. Bây giờ em 31 tuổi. 31 tuổi thì em bị Là từ bị cấp 3 mà. muộn dậy thì đúng không, hồi xưa cấp Vâng ba đúng mới ạ. dậy thì đúng Vâng đúng ạ. Em bị muộn không? từ cấp 3 đấy. Đấy, chồng có khen không, chồng em có khen Có. không? Thế cho chị hỏi thêm một câu nữa là đối với cái việc mà cái kem này nó tuyệt vời như thế, nó có thể mang lại, nó là hành trình mang lại cho em được cái sự tự tin sau suốt 10 năm và thực hiện ước mơ hóa của em trở thành hiện thực, thậm chí nó còn đẹp hơn cả cái ước mơ của em đúng không? Với Đúng một cái dòng kem cộng với một nọ nọ me rồi. một nọ chống nắng ti mà chưa tới 1 triệu thì em nghĩ nó có xứng đáng để theo em cả đời À, xứng đáng chị ạ. Ôi, xứng đáng lắm. giá đấy không? Xứng đáng lắm chị ạ, rất xứng đáng. Tại vì da mẹ em bây giờ trắng rồi, trước mẹ em toàn bảo em là da da đen, tay thì trắng mà da thì đen, nhưng bây giờ là tay em còn đen hơn mặt em rồi. Đấy là Đấy một tuyệt sự vời. thành công rất lớn luôn chị ạ. Thế à? Tại vì Thế nhá, trước đó thì mẹ em cũng không tin là em da trắng như thế đâu. Sau đấy thì mẹ em bây giờ cũng dùng sản phẩm Nice Beauty này, cũng dùng kem chống nắng Nice Beauty. à. Và các chị Thế em à? đều dùng, tại vì là mọi người rất là thích ấy. Tại vì thấy mình cũng thay đổi và thấy nó thực sự an toàn. Tại vì ngày trước là cái bàn tay của em này, đúng là cái bàn tay của em nó rất là trắng ấy ạ. Đây là nhìn iPhone nó như này, nhưng mà bình thường nó sẽ rất là trắng. Và mặt em sẽ đen hơn tay rất nhiều và rất nhiều mụn. Nhưng mà bây giờ thì trắng hơn cả mặt luôn. À tay mà trắng hơn cả tay luôn. Thế là Mà sau em khi sử dụng ba liệu trình Nye này, chưa đến 2 lọ Melasma. Kem chống nắng thì mới dùng 2 3 lọ thôi. Và cái kem dưỡng DNA thì chưa hết 1 lọ. à, tuyệt vời Đấy, nhỉ. thực sự Chính là em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Miền này, đến tất cả các anh chị đã cố gắng và nỗ lực xây dựng ra những cái sản phẩm tốt đến cho tất cả mọi người. Và đặc biệt em là người trải nghiệm cái sản phẩm này gần 1 năm, à hơn 1 năm. Thì thực sự là em thấy nó rất là tuyệt vời, và tất cả những người bạn của mình, em cũng không có nhiều khách hàng nhưng mà họ quay lại với em rất là nhiều. Đấy, đấy là cái mà em rất là thích ở cái sản phẩm cũng như công ty. Em rất là tin tưởng. Em rất là tin tưởng, thực sự là tin tưởng, tại vì là em nhận được rất là nhiều giá trị. Đấy là điều mà em thực sự rất là cảm ơn chị. em phải cảm ơn cái người trực tiếp đã giới thiệu cái sản phẩm này với À, em ấy, họ đấy mới đúng rồi, là phải cảm ơn. Mà em là bạn Kim Phượng mà giới thiệu. Bạn Kim Phượng ấy. Thì bạn Kim Phượng chỉ là vô tình, em cũng là bà mẹ bỉm sữa sau sinh ấy, thì là liên quan đến nội tiết thì em cũng bị nhiều mụn. Thế xong là da không đều màu thì bạn ấy giới thiệu cho em. Mặc dù em cũng uống hoa anh thảo nhưng mà nó cũng không có cải thiện nhiều. Đấy thì em sử dụng Nice Beauty là 2 lọ thì em thấy sự khác biệt hẳn là đấy về giấc ngủ này, và cũng như là không nó có không bị lên mụn nhiều. Đấy. Thì lúc đấy em bắt đầu kinh doanh cái sản phẩm này. ồ thì vời quá luôn em. Cảm ơn những chia sẻ cực kỳ thật lòng của anh Nguyễn đúng không, Vâng. thay mặt với ban lãnh đạo công ty, thay mặt với thương hiệu, thay mặt với tất cả khách hàng và chính cái người mà giới thiệu cho em, thì cảm ơn em đã nói lên những cái tiếng lòng của mình đúng không, và bản thân những người thì tạo ra sản phẩm và những người phân phối sản phẩm cũng cảm thấy rất tự hào vì mình làm được việc ít nhất là có ích đúng không, với chính người sử dụng của mình. Cảm ơn em.